Bạn, hôm nay mình xin kể cho các bạn nghe ba câu chuyện cười rất là thú vị, rất là hài hước và chí dỏm. Mà trong ba câu chuyện này cũng mang đầy tính cách nhân văn, tính cách giáo dục và ba góc của sự trí tuệ, đạo đức và nghị lực. Có một anh chàng đi làm bốc vác ở một cái hãng tàu nọ. Thế là một ông chủ nhà giàu, thiệt giàu, mới vỗ vai anh và nói vậy nè. Cậu trai, ngày xưa tôi cũng như cậu, thôi cậu cố lên nhá. Anh mới cảm thấy tủi thân, mếu máo nói ông chủ rằng, vỗ vai ông chủ, anh nói vậy nè. Thưa ông, ngày xưa trước thời Covid, tôi cũng như ông bây giờ thôi. Câu chuyện thứ hai, mà câu chuyện này là chuyện có thật nhé. Ngày xưa hồi mình học ở trung học á, thì ở trường của mình cấm tuyệt đối là học sinh không được yêu đương. Cho nên ông thầy chủ nhiệm của mình lúc nào trong buổi họp lớp ông cũng nhắc nhở, nhắc đi nhắc lại tụi học sinh về cái điều này. Ông luôn luôn ông nhấn mạnh. Một hôm trong khi ông đâu nói thì ông tự nhiên ông bật dậy đứng lên đi ra cửa đóng sầm cửa lại rồi ông đóng tất cả các cửa sổ luôn rồi ông quay vô lớp ông mới nói vậy nè. Các em bây giờ chúng ta đóng cửa lại rồi thì tất cả chúng ta là người một nhà, mà các em mà yêu đương á tức là lại luôn lại luôn lại luôn. Rồi còn một hôm tôi đi mình đi xe taxi thì bữa đó trời mưa, sau khi mà mình xuống xe thì mình mới chợt nhận ra là để quên cái điện thoại ở trên xe à. Thế là hốt ha hốt hoảng chạy la hét om sòm đuổi theo chiếc xe, chạy lại bắt tay dừng xe dừng xe dừng xe stop stop chậm lại dừng xe. Là đến khi ông dừng xe mới nói là gì thế cô. Lúc này mình hết hơi rồi nhưng mà nhận ra là trong tay mình lại cầm cái điện thoại. Nhưng mà không biết nói gì nữa mới nhanh chí nói là trời mưa đường trơn lắm bác, nhớ đi xe cẩn thận, đi từ từ chậm chậm thôi nha bác, và cháu chào bác. Thế ông mới ngớ mặt ra dòm tôi dòm mình mới lại chắc ông nghĩ trong đầu là cái con này đầu nó có vấn đề không nhỉ. Thế các bạn nghĩ là ba câu chuyện này các bạn học được bài học hữu ích gì nào? Hy vọng là các bạn vui vẻ, mang lại sự trẻ tiếng cười sảng khoái và hẹn gặp các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Bye bye!